Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay sự phát triển của công nghiệp 4.0 thì Internet và mạng xã hội đang ảnh hưởng mạnh mẽ và làm thay đổi thói quen sinh hoạt của nhiều người, trong đó có những tác động to lớn đối với trẻ em. Theo thống kê, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam là hơn 72 triệu người, chiếm 73,7% dân số. Trẻ em là thiếu niên, nhi đồng đã biết chủ động sử dụng mạng xã hội từ 9 tuổi. Hiện nay, hầu hết các trường học chỉ dạy học sinh tin học cơ bản, chưa thực sự chú tâm vào giáo dục kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Với thực trạng đó, video hôm nay sẽ giúp quý thầy cô và các bạn học sinh biết được lợi ích, tác hại của mạng xã hội mang lại, đồng thời biết cách để phòng tránh. Vậy, mạng xã hội là gì? Mạng xã hội là cụm từ đã quá quen thuộc với mọi người, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển như ngày nay. Mạng xã hội có thể hiểu là một trang web hay nền tảng trực tuyến với rất nhiều dạng hình thức, kết nối với những người cùng sở thích trên mạng Internet. Không phân biệt đối tượng sử dụng hay không gian, thời gian, tất cả nội dung trên mạng xã hội đều do người dùng tự tạo ra, tự chia sẻ. Mỗi người dùng trên mạng xã hội đều phải tạo tài khoản, hồ sơ riêng. Một số trang mạng xã hội được học sinh dùng phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, Instagram, Twitter, v.v. Với không gian mạng đầy hấp dẫn như vậy, thì mạng xã hội sẽ mang lại những gì cho học sinh chúng ta? 1. Là công cụ truyền thông vô cùng đắc lực, cập nhật kịp thời tin tức nóng hổi về đời sống, xã hội và là kho tàng kiến thức khổng lồ. 2. Kết nối với bạn bè khắp mọi nơi, tạo các mối quan hệ để hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, các hoạt động của trường, của lớp. 3. Nâng cao hiểu biết, các kỹ năng sống để phục vụ nhu cầu học tập. 4. Giới thiệu về bản thân, bày tỏ cảm xúc, quan điểm cá nhân và lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc đời. 5. Có tác dụng vui chơi, giải trí, chia sẻ cho thầy đi, cải thiện não bộ. Ngoài những lợi ích thì tác hại mạng xã hội mang lại cho học sinh là những gì? 1. Giảm tương tác giữa con người với nhau. 2. Chiếm và lãng phí thời gian dẫn đến sao nhãng, sa sút học tập, mục tiêu thực của cá nhân. 3. Mất ngủ kéo dài, giết chết sự sáng tạo. 4. Bạo lực, tự do ngôn ngữ khi không có gia đình, thầy cô kiểm soát, bắt nạt trên mạng xã hội. 5. Tiếp xúc nhiều thông tin không chính thống, sai lệch làm mờ đi lý tưởng cách mạng. 6. Nguy cơ tham gia vào nhóm kín bị kích động, rủ rê, lừa đảo, cám dỗ. 7. Nguy cơ nảy sinh tình cảm nam nữ, yêu sớm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. 8. Hay so sánh bản thân mình với cuộc sống ảo của người khác, đua đòi, bắt chước, theo trào lưu hát trend, nguy cơ trầm cảm cao. Vậy, học sinh chúng ta cần phải làm gì để sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả? 1. Không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, đăng bài viết ở chế độ bạn bè hoặc riêng tư. 2. Cần phải cân nhắc và hạn chế trước khi chia sẻ hình ảnh và cảm xúc của bản thân lên mạng xã hội. 3. Cần cẩn trọng khi kết bạn với những người lạ, có thể quỷ kết bạn nếu không phải là người thân, người không quen biết. 4. Bình luận, sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng mọi người trên mạng xã hội. 5. Không đăng tải, lan truyền những thông tin không chính thống, bài viết sai sự thật. 6. Không tham gia vào các hoạt động bạo lực ngôn ngữ, bắt nạt trên mạng xã hội. 7. Không sử dụng các phần mềm như hacker, virus có ảnh hưởng đến cộng đồng. 8. Không tin vào các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. 9. Không tham gia vào bất cứ nhóm nào kích động, có yếu tố phạm tội. 10. Không tự tiện đăng ảnh của người khác, nói xấu, bóc phốt, kèm những thông tin không đúng sự thật. 11. Hãy ủng hộ các thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Trên đây là những lợi ích, tác hại và cách bảo vệ chính mình trên không gian mạng xã hội. Là người học sinh, mỗi chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả. Nếu thấy hay, các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng thực hiện theo và nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!